Sáng ngày 19 tháng 11 năm 2024, thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Ngô Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng Công an tỉnh đã đến chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân dịp kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đại tá Ngô Thanh Bình đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tới đội ngũ các thầy cô giáo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, những người đã cống hiến trí tuệ, sức lực vì sự nghiệp chồng người. Chúc mừng ngành giáo dục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, phong trào thi đua dạy và học tại các cơ sở giáo dục luôn được quan tâm giữ vững. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Công an tỉnh Điện Biên trong những năm qua trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự là điều kiện cho các em học sinh yên tâm học tập rèn luyện, góp phần để ngành giáo dục đào tạo tỉnh Điện Biên gặt hái được nhiều thành tích.